trong chuỗi các hoạt động của cảnh sát biển, đồng hành cùng ngư dân bám biển, sáng ngày 25 tháng 3, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã về thăm hỏi, tặng các suất quà và cờ Tổ quốc để động viên ngư dân Lý Sơn tiếp tục vươn khơi bám biển. Trong buổi thăm tặng quà sáng ngày 25 tháng 3, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã dành 15 suất quà gồm tiền mặt, nhu yếu phẩm, tủ thuốc, trang thiết bị cấp cứu khám chữa bệnh trên biển, tài liệu phổ biến pháp luật để tặng 15 chủ tàu là các ngư dân đã có nhiều chuyến ra khơi hiệu quả ở ngư trường Hoàng Sa. Ngoài ra, mỗi chủ tàu cá còn được tặng một lá cờ Tổ quốc cắm trên khoang tàu, thể hiện chủ quyền Tổ quốc trên mỗi vùng biển đảo khi tàu ra khơi xa đánh bắt trên vùng biển Hoàng Sa. Vừa qua, đoàn y bác sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cùng đội ngũ bác sĩ Sở Y tế Quảng Ngãi, Trung tâm Y tế Quân y Lý Sơn cũng đã tổ chức thăm khám sàng lọc cho gần 200 người dân ở huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Trong quá trình khám, nếu phát hiện người dân bệnh nặng cần can thiệp thì sẽ được siêu âm, điện tim, chuyển lên tuyến trên. Ngư dân cũng được tư vấn, cấp phát thuốc điều trị miễn phí. Chương trình Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân được Cục Chính trị phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam và các đơn vị doanh nghiệp tổ chức từ 24 đến 26 tháng 3. Nhiều hoạt động hướng về ngư dân đã được tổ chức như tuyên truyền phổ biến pháp luật cho ngư dân đánh bắt hải sản trên các vùng biển, tặng quà cho gia đình cán bộ chiến sĩ, các lực lượng vũ trang, khánh thành các công trình phúc lợi cho các cơ sở giáo dục trên đảo Lý Sơn.